Phạm giới tiên tôn tập 45 Lý pháp xuất thân từ thư lăng lý gia bái nhập vào cựu tử thiên môn cho thấy tư chất tuyệt cao. Vệ thành mặc dù do hạn chế thân phận không thể trực tiếp thu đồ đệ nhưng hắn vẫn đem lý pháp mang theo bên người tự mình chỉ điểm cho. Nếu không phải sau đó lý pháp ngoài ý muốn bỏ mạng khiến cho thái độ của vệ thành đối với đư lăng lý gia cũng dần dần trở nên phai nhạt thì bây giờ lý gia sợ rằng đều đã ngồi vững vàng vị trí đại gia tộc đệ nhất dùng dương tinh sau khi Lê Pháp chết đi, một thế hệ ban đầu tài trợ vệ thành kia dần dần hết thỏ mà chết đi. Quan hệ giữa từ Lăng Lý Gia cùng cựu tử Thiên Môn để khôi phục lại trạng thái bình thường trước kia. Nhưng dù cho là như thế, Lý Gia cũng vẫn là một trong những gia tộc cựu tử Thiên Môn y vào nhất, để ý nhất. Nhất là, ở sau khi Lý Trình, Lý Vi, hai người đột phá trở thành vô cực kim tiên, từ Lăng Lý Gia thì càng được coi trọng hơn. Dù sao thì vô cực kim tiên toàn bộ cửu tử thiên môn cũng chẳng qua chỉ có hai ba chục tên thôi. Hơn nữa đây chính là hai tên vô cực kim tiên hơn vài trăm tuổi. Về sau phản pháp quý nhất cũng có hy vọng đấy. Chẳng qua là gần đây chừng mấy năm nay, tình huống tiền có cái gì đó không đúng. Quan hệ giữa cửu tử thiên môn và lưu lăng lý gia bỗng nhiên trở nên xả lánh. Thậm chí người ở cửu tử thiên môn còn sẽ thường xuyên tìm lý gia cây phiền toái. Giữa song phương, dường như tồn tại mâu thuẫn nào đó nhưng là vẫn trở đến mức căng thẳng như dây đàn. Chỉ có người của Lưu Lăng Đế Gia biết cựu tử thiên môn làm như vậy là vì cái gì. Ở trong phòng nghị sự của Lý Gia, gia chủ Lý Quyền ngồi trên ghế chủ tọa. Hắn là kim tiên lâu năm, cũng là phụ thần của Lý Trịnh cùng Lý Vi. Ở trong tộc uy vọng cực kỳ cao, nói một không bao giờ nói hay. Ngồi ở bên trên có sáu người, tất cả đều là tầng thứ kim tiên, là chủ sự các trì của Lý Gia. Cựu tử thiên môn từng bước áp sát, tiếp theo cuộc sống của chúng ta sẽ rất khó khăn. Các người có ý kiến gì không? Đi quyền nhiêu chặt chân mày trầm giọng nói. Không hỏi ra tin tức từ dương bí cảnh từ chúng ta, chắc hẳn vệ thành sẽ không từ bỏ đâu. Đại ca, trong cái từ dương bí cảnh kia rốt cuộc có vật gì đáng giá cho bọn họ để ý tới như vậy? Chủ sự trì thứ hai, Lý Ân nghi ngờ nói. Chẳng lẽ là cơ hội đột phá nên phạm pháp quỷ nhất định phong sao? Ta làm sao mà biết được? Ta cũng chưa từng đi cơ mà Đi Quyền cười khổ nói Chuyện liên quan tới tử dương bí cảnh Ta cũng cùng các người nói qua rồi Chính là ở hai chục năm trước Bỗng nhiên có một tôn thánh giả tìm tới ta Hắn đem tin tức liên quan tới tử dương bí cảnh Đóng dấu ở trong óc của ta Cũng cảnh cáo ta Có thể chính mình đi tìm tôi Nhưng quyết định không thể nói cho bất luận kẻ nào biết Nếu không thì sẽ tiêu diệt cả nhà lý gia chúng ta đấy Nhưng ai mà biết được Cựu tử tiên môn không biết ở nơi nào Lấy được tin tức Chắc chắn đi giả tạc có tin tức tự dưng biết cảnh này Đã trả hỏi chúng ta gần 10 năm nay rồi Đại ca Ngươi tại sao lại không tự mình đi tìm tòi vậy Chủ sự của chi thứ tư Lý Cường trầm giọng nói Nếu cựu tử thiên môn để ý như vậy Bên trong nhất định là có đại cơ duyên Coi như đại ca ngươi không thành được thánh giả Cũng có thể để cho Trình Nhi hoặc là Vi Nhi Lấy được đại cơ duyên đó Bọn họ đều là vô cực kim tiên rồi Có lẽ có thể trực tiếp phản pháp quý nhất trở thành thánh giả thì sao? Đó là một cơ hội vô cùng to lớn đấy. Đúng vậy, chỉ cần bọn họ trở thành thánh giả, câu tử tiên môn căn bản cũng không dám làm gì chúng ta đâu. Chủ sự của chị thứ năm, Lý Thông gật đầu nói. Cái dùng dương tinh này vẫn là người mạnh làm vua. Nhưng Trình Nhi cùng Vi Nhi đều đã 100 năm không có tin tức gì rồi. Chủ sự chỉ thứ ba Lý Phong cao mày nói. Những phi tòa khổng lồ của các đại gia tộc tiền môn ban đầu theo cái đám người bọn hắn cùng trời đi kia cũng không quay trở về. Bây giờ coi như muốn tìm bọn hắn cũng không có đầu mối gì. Hề hey già. Lý Quyền thở dài một hơi rồi nói. Ta không phải là chưa từng nghĩ tự mình đi tìm tòi từ dương Bích cảnh kia. Nhưng chỗ đó cách xa ngũ cảnh giới chúng ta, cách nhau ngàn vạn tinh khổng đấy. Phạm là truyền thống trận đi bên ngoài ngũ cảnh giới, đều là tam đại tiên môn nắm giữ. Mà với kìm tiền ta đây nếu muốn phái vì tòa phổ thông đi qua, ít nhân cũng phải là 200 năm thời gian. Thời gian căn bản cũng không đủ dùng. Thật là không biết ban đầu, cây tiền thánh giả thần bí đó rốt cuộc muốn làm cái gì. Ngắn ngủi vài chục năm, để đem lý giả chúng ta hại đến nồng nỗi này. Hắn, hắn rốt cuộc có mục đích gì chứ? Đại ca, nếu không chúng ta, hay là trực tiếp đem tin tức từ dương bí cảnh đưa cho cầu tử thiên môn đi. Lý ẩn lại khuyên. Lấy tin tức từ dương bí cảnh, đưa lấy cửu tử thiên môn che chở. Chắc hẳn cái tên thánh giả thần bí đó cũng không dám trực tiếp đối địch với cựu tử thiên môn đâu. Nhưng cựu tử thiên môn sẽ vì chúng ta mà cùng một vị thánh giả là địch nhân sao? Lý Quyền nhìn vị nhị đệ này của chính mình một cái, cười lạnh rồi nói, đây chính là phản pháp quy nhất thánh tôn, thổi một ngụm khí thôi, cũng có thể diệt hết cả lý giả chúng ta đấy. Hiện tại trong tay chúng ta có tin tức từ dương bí cảnh, vậy thanh chỉ cần con nghĩ đến nó sẽ hạ tử thủ đối với chúng ta mà hãy đi ra chúng ta đi theo cửu tử thiên bồn trên cả vạn năm rồi hắn thần vốn động thủ trên mặt mũi cũng không dễ chịu gì đối mặt với cửu tử thiên bồn bức bách chúng ta chắc là còn có đường sống ít nhân ở trước khi vệ thành biến số mà chết thì hắn cũng sẽ không có mức điên cuồng đâu nhưng nếu là đối mặt với thánh giả thần bí kia lại là chưa chắc đầu đấy biết chưa Lời này vừa nói ra toàn bộ phòng nghị sự đều trở nên yên lặng Mọi người trố mắt nhìn nhau Đều thấy được biểu tình tuyệt vọng trong mắt của đối phương Mới vừa rồi Lý Quyền đã đem tình huống phân tích rất rõ Bây giờ Lý ra chỉ có một lựa chọn Đó chính là cứng rắn chống cự Tranh thủ ở trước khi vệ thành Đến số mà chết Khi hắn chọn lựa điên cuồng hành động Phải tìm tới phương pháp phá cục Đương nhiên nếu như gặp vận may lớn Lý Trình hoặc là Lý Vi đột phá Đến cảnh giới phản pháp quỷ nhất Trở thành thánh giả Hay thành nguy cơ này liền đều không phải là nguy cơ nữa rồi rầm rầm rầm. Vừa lúc đó bên ngoài phòng nghị sự, bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, phá vỡ bầu không khí yên lặng một cách chết chóc này. Có điều cái tiếng gõ cửa đột ngột này, nhất thời đến đưa tới lửa giận của tất cả mọi người, sắp thành chỗ phát tiết cho tâm tình của bọn hắn. Phòng nghị sự là trọng địa của gia tộc, đã tuyệt đối không cho phép quấy rầy. Đại lão gia là đại thiếu gia trở về rồi. Bên ngoài, ngay sau đó chuyển đến thanh âm của lão quản gia, đưa dẫn bên trong lòng của những người này thoáng cái điển biến mất lý trình trở về mau mau dẫn ta đi cùng gặp bọn họ lý quyền kích động thoáng cái liền từ chỗ ngồi vọt ra ngoài trong nháy mắt liền vọt tới ngoài cửa rồi kéo lão quản gia liền hướng bên ngoài và đi tới mấy người còn lại cũng vội vàng đi theo ra đối với lý gia ở hiện tại mà nói lý trình cùng lý vi có thể nói là nhánh cỏ cứu mạng sau cùng thôi hằng cũng không có cùng lý trình đi lý ra. Ma La dẫn theo buổi Thành Thư cùng Huệ Thế, đồng thời ở trong thành Lư Lăng đi dạo khắp nơi một chút, quan sát phong tục tập quán của nơi đây. Chuyện này với hắn mà nói, đồng dạng cũng đã tìm tỏi thứ chưa biết. Bố cục toàn thể thành Lư Lăng này là bố cục thành trì cổ đại điển hình, nhưng quy mô khổng lồ không biết bao nhiêu lần. Tình trạng nhân văn cùng với đại lão chủ tình có điều sự khác biệt rất là lớn. Bởi vì không có tồn tại trình thể quốc gia, không có quan viên hành chính địa phương, mà những người trên danh nghĩa quản lý gia tộc tổng môn lại rất ít sử dụng quyền cai trị cho nên bách tính đời đầy vô cùng tự do trên căn bản có thể hiểu là ngoại trừ chuyện trái ngược với lẽ trời trái ngược với luân lý làm người thì không thể công khai làm những chuyện khác đều là mặc kệ ở chỗ này gần như không có quy củ gì có thể nói cũng không có kỷ cương để tuân theo cái gì cũng là tự do chẳng qua lại tự do này theo thời hàng thấy thật ra là một loại hỗn loạn không hạn chế tự do sẽ dần dần nảy sinh thú tính sẽ dần dần mất đi một bộ phận thuộc về người kia thành thư người từng quản lý bách tính đối với loại tình huống này còn đánh giá thế nào tôi hằng chỉ chỉ đường phố có chút hỗn loạn phía trước hướng bùi thanh thư mà hỏi người nơi này thú tính nhiều hơn nhân tính chẳng qua chỉ là một đám khỉ cao cấp thôi bùi thanh thư khẽ gật đầu một cái rồi nói theo tình huống của lý trình cùng lý vi mà xem xét đại gia tộc vẫn là có quy củ kỳ cương, chẳng qua là dân chúng bình thường thì không có. Nói cách khác, phương thức quản lý của nơi này cũng không có cho dân chúng bình thường làm người. Vậy thế cả đồng một cái rồi nói, gia tộc và tiên môn nơi này thật là đang nuôi thả chúng sinh. Uhm, tiên sinh, trước mặt dường như là có chuyện xảy ra đấy. Hắn vừa mới dứt đời, phía trước luyện chuyển đến từng tràng âm thanh hỗn loạn. Ngày sau đó, chỉ thấy tất cả những bách tính lảo đảo uống rượu xài rác ở mặt đường đều giật mình bo dậy sau đó hướng về phía trước quỷ xuống một bậc cung kính dập đầu trăm miệng một lời mà kêu lên công kênh tiền sư cựu tử thiên bồn sáng lâm người trên con đường này quỷ ngã xuống liền biên từng mạng chữa ra một con đường rộng rãi ở trung tâm hai gã nam từ trẻ tuổi mặc pháp bào đen nhánh chậm rãi đi về phía trước vẻ mặt của bọn họ lạnh đạm và thở ơ cằm hơi hơi nhấc lên ánh mắt nhìn phía trước hoàn toàn không có nhìn bách tính quỷ xuống hai bên một bộ dáng cao cao tại thượng đối với âm thanh cảnh đón như núi gầm bọn họ cũng làm như là không nghe thấy giống như là căn bản cũng không có nghe vậy trực tiếp đi qua con đường này hướng vị trí ly giả đi tới phảng phật ngành đón bọn họ cũng không phải là một đám người mà là một đám con kiến hôi căn bản cũng không đáng cho bọn họ rời đi ánh mắt tí nào tôi hằng lặng lặng đứng ở đời đó nhìn hai người này đi qua ở trước mặt mình Người nói với bùi thanh thư cùng huệ thế bên cạnh là hai tên thiền nhân đấy dân chúng đời đây quả thật không bằng heo chó bùi thanh thư khẽ gật đầu một cái cũng nhìn về phía hai người kia chẳng qua đây cũng nói rõ thế lực của cửu tử thiền bồn ở trên sùng dương tinh này quả thật không phải chuyện đùa tiền sinh ta xem phương hướng bọn hắn muốn đi dường như là lý ra vậy thế chú ý tới hướng đi của hai cả nam tử mặc khắc bảo kia ngay lúc này những người dân quỷ xuống gành tiếp tôi hằng cũng đã âm thầm làm phép tạm thời đem mình cùng bùi thanh thư và huệ thế ẩn tàng đi cứ như vậy liền coi như bọn họ đứng ở nơi này lớn tiếng mưu đồ cũng sẽ không bị người ta trông thấy càng sẽ không bị người ta nghe thấy ừ, hẳn là vậy tôi hằng nhẹ nhàng gật đầu nói với bùi thanh thư thanh thư con đi qua xem xem bọn họ muốn làm gì vâng sư tôn bùi thanh thư gật đầu một cái có chút mong đợi dò hỏi sư tôn con có thể động thủ không còn đây là muốn đánh nhỏ chọc tết giả sao tôi hằng cả cười nói hì hì bùi thanh thư nở nụ cười coi như là ngầm chấp nhận câu nói này như vậy đi có thể động thủ nhưng ta sẽ không xuất thủ giúp con đâu tôi hằng hơi trầm ngâm rồi nói trừ phi là con sắp bị đánh chết được rồi bùi thanh thư nghe vậy nhất thời liền hưng phấn hẳn sư tôn ngại cứ yên tâm con sẽ tận lực phòng ngừa cùng thánh giả phát sinh xung đột coi như là thánh giả cũng đánh không chết được con đâu thánh giả có thể đánh chết vô cực kim tiên là bởi vì nắm giữ năng lực cưỡng ép tách ra bất tử trần tính và chân thân võ đạo mà bùi thanh thư tu luyện thành là bất hủ kim tính trần chính không cách nào bị cưỡng ép tách ra không tên nguyên anh kỳ căn bản cũng không thể đem hắn hủy diệt mặc dù thực lực của thánh giả đã vượt qua kim đàn đại thành nhưng khoảng cách với tầng thứ nguyên anh kỳ còn kém rất là xa bùi thanh thư hết sức vẫn khởi rời đi thậm chí đã tha hồ tưởng tượng khoái cảm lúc mình chiến đấu cùng vô cực kim tiên của sủng dương tinh tiên sinh thánh giả là không giết chết hắn nhưng lại có thể một mực đè ép hắn mà đánh vậy thế thì có chút lo lắng nói nếu như thánh giả xuất thủ mà nói ngài sẽ xuất thủ chứ không biết tôi hắn lắc đầu một cái mỉm cười nói dù sao lại không chết được để cho hắn trong chiến đấu tiến bộ cũng tốt cái này căn bản chính là phương thức tu luyện của hắn Vậy thế nghe phải không nhịn được Vì bùi thành thư mặc niệm Đi thôi, cùng ta đi tới một chỗ này Tôi hằng vẫy vẫy tay Giữa chân cây sau đó đạp lên mây Sau khi lý trình về nhà Cũng cảm giác bầu không khí rất kỳ quái Khắp nơi đều lộ ra một cỗ không khí căng thẳng lắm Chỉ sau khi các vị thúc thúc đều trở về anh nhìn không được hướng cha mà hỏi Cha, có chuyện gì vậy? Có phải khoảng thời gian ta rời đi này Trong nhà sẽ ra chuyện gì hay không? Đúng là có một số chuyện Lý Quyền gật gật đầu thở dài nói hey, Chẳng qua là cha con còn chịu đổi Tiếp đó Người tiền chuyên tâm tu luyện đi Tranh thủ sớm ngày Tiến đến vạn pháp quỷ nhất trở thành thánh giả Như vậy hết thảy vấn đề Liền cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề nữa rồi Cha Người nói như vậy Con làm sao còn an tâm tu luyện chứ Lý Trình đắc đầu một cái trầm giọng nói Lục trường Cha cũng đã hỏi mấy vị thúc thúc Cũng đều không có nói qua Hay giả dạ, Lê Quyền thở dài tiếp, bất đắc dĩ nói, cũng được, chuyện là thế này. Sau đó hắn liền đem chuyện từ xương bí cảnh nói cho Lý Trình. Lại còn có chuyện này à? Lý Trình nghe như vậy, nhưng lại không kinh sợ, mà còn đấy làm mừng, cười vàng nói, ha ha ha, cha, vậy thì quá tốt rồi. Tiền tôn thích chuyện bí mật lắm, ta đang buồn không có cách gì có thể trình ra đây. Đúng lúc, đúng lúc thật. Trước khi trở về nhà, hắn liền hướng Thôi Hằng hỏi thăm qua, có thể nói rõ thân phận của tôi hằng với người nhà hay không tôi hằng cho ra đáp án dĩ nhiên là tùy ý nếu là đã lấy được tôi hằng chấp nhận rồi hắn tự nhiên điền không có gì phải đố kỵ nữa rồi lý quyền chính là nghe đầu óc mơ hồ lắm vội vàng khoát tay nói người dừng lại một chút cho ta cái gì mà tiên tôn cái gì mà trình dâng trình nhi à trăm năm này người ở bên ngoài trải qua cái gì vậy ta đều còn chưa hỏi người đấy Mặc dù hắn không biết mới vừa rồi Lý Trình đang nói cái gì, nhưng theo bản năng cảm giác thật giống như có điểm gì lạ lạ. Chà ơi cha, người hãy nghe con nói đây này, chuyện là thế này này. Lý Trình cười cười bắt đầu giải thích. Vào 100 năm trước, con cùng vội vội dò ra được dấu ấn liên lạc của lão tổ tông, liền lái phi toa đi đảo chủ tình dò xét. Ở nơi đó, chúng còn gặp một vị tiền tôn thần thông quảng đại. Thực lực của hắn còn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, chỉ có thể nói hắn thật sự là cường đại đến mức độ không gì hơn được nữa. Ngươi gặp một vị thánh giả à? Lý Quyền ánh mắt sáng lên, giống như trong bóng đêm, tới được một ngọn đèn sáng, vui vẻ nói. Người và vị thánh giả này quan hệ thế nào? Không phải là thánh giả, tại sao có thể là thánh giả chứ? Lý Trình Thiện vội vàng lắc đầu nói. Thánh giả căn bản cũng không đủ để hình dung sự cường đại của vị tiên tôn này. Còn từng thấy hắn xuất thủ rồi. Còn mạnh hơn cả thánh giả sao? Lý Quyền trực tiếp kinh hồ lên, sợ hãi nói. Chẳng lẽ là cảnh giới để lục đỉnh phong trong truyền thuyết? Phần giới cùng của vạn pháp quỷ nhất. Trên đời lại còn có cường xả loại này tồn tại sao? Ở ngũ cảnh giới, thậm chí cũng không có truyền lưu cảnh giới để lục đỉnh phong gọi là gì. Càng không biết phải làm như thế nào xưng hô. Ngài đã nói tầng thứ trừ thánh chỉ vương sao? Lý Trình lắc đầu cười nói. Không phải không phải. Đừng đó là cảnh giới để lục tiền giới. Coi như là cảnh giới để thất tiền giới sợ rằng cũng không xứng sách dày cho tiền tôn đâu hắn ở trên đường tới ngụ cảnh giới đã biết được tất cả tin tức cảnh giới để lục tiền giới thậm chí còn lật xem qua tử dương trần thuyền bảo lục đối với phương pháp tù luyện cảnh giới để lục đã sớm nhớ kỹ trong lòng đi quên lần này lại trầm mặc nụ cười trên mặt cũng cứng đơ sau mày đều là đánh giá lý trình một cái sau đó lo lắng nói con trai ta ngươi không sao đấy chứ có phải là chúng phải ảo thuật gì hay không còn nữa, muội muội của con đâu? Vì gì đâu rồi? Tên nào không cùng với con đồng thời trở về? Chà, con tỉnh táo mà. Lý Trình nhất thời không nói gì, tiếp tục nói. Còn người người nghe con nói hết đã. Sau khi gặp phải vị tiên tôn này, con đi theo hắn đi một chuyến đến cái một viên tinh cầu tên là Thái Tổ Gia Vẫn là kia. Ngài có biết không? Ngay sau khi con rời đi, U Bình Thánh Giáo, Tôn Gia Thanh Dương Tinh, Trần Gia Bạch Cảnh Tinh cùng Phản kiếm thần tông đều lái phi toa khổng lồ truy động đi qua mưu đồ chiếm đoạt tin tức thái tổ gian lưu lại khi ta đi theo tiền tồn đến viên tinh cầu kia trong trạm mười sáu chiếc phi toa khổng lồ trực tiếp đem viên tinh cầu kia phong tỏa phi toa của chúng ta cũng bị chặn lại ngài đoán tiếp theo chuyện sẽ thế nào ngươi không phải là muốn nói cái vị tiền tồn đó đem bọn họ đều đánh bại đó chứ lý quyền đã hoàn toàn không tin chuyện hoang đường của lý trinh không phải là vậy Ngài không thấy cái cảnh tượng kia đâu Nhất định không tưởng tượng nổi đâu Lý Trình cười nói tiên tôn đem viên tinh cầu kia điểm hóa Để cho viên tinh cầu kia Thành một tôn tinh thần vô cùng to lớn Vị tinh thần này so với cả cái tinh cầu Còn to lớn hơn Tùy tiện đưa tay liền đem mười mấy, mấy chiếc phi toa khổng lồ kia bắt lại Cũng đem những vô cực kim tiên Cùng kim tiên kia đều nắm giữ trong tay Đây tuyệt đối là thực lực Vượt quá xa cảnh giới đầy lục tiên giới Cái gì mà thánh giả thánh vương cùng vị tinh thần này mà so sánh đều không khác nào con kiến hôi không đáng nhắc tới đấy mà một cường giản như vậy lại phèn vẹn chẳng qua là một tôn tinh thần và tiên tôn tiện tay điểm hóa thôi ngài cứ suy nghĩ một chút đi bản thân tiên tôn phải là cường đại dương nào lợi hại bực nào còn à là cha có lỗi với ngươi người người trước tiên nghỉ ngơi cho khỏe không cần có áp lực quá lớn đâu đừng có bị điên điên khùng khùng thế này lý quyền đã hoàn toàn bối rối mặt đầy đau đớn muốn an ủi lý trinh anh đang cho là lý trình Ở trong 100 năm lưu lạc này Các cách chuyện gì đó cực kỳ khủng khiếp Tinh thần đã thất thường mất rồi Nếu không làm sao Sẽ nói ra loại lời Ngay cả quỷ đều không tin này chứ Loại cáp giác này giống như là Một người cha già thấy con trai Vài trăm năm không trở về nha Hỏi tình huống mấy năm qua Kết quả con trai nói Mình đi theo trưởng hệ hệ mặt trời Thấy vị trưởng hệ này tiện tay đến đem quản địa câu sao hỏa trừng trị vậy đó quá là hoang đường căn bản là không có cách nào tin tưởng được. Hay già. Dạ. Lý trình bắt đắc dĩ, chị đành lật tay lấy ra chiếc phi tòa khổng lồ, thôi hằng cho hắn mượn kia. Chà, người xem đây là cái gì? Kiểu như vậy, đây không phải là phi toa thông thường, đây là phi toa khổng lồ à? Lý Quyền nhất thời trận to hái mắt, cả người giật mình một cái. Chỉ cảm thấy tê dại cả ra đầu, không thể tin nhìn Lý Trình. kinh nghi bất định nói. Vậy, người vừa mới nói lão già lão già vừa lúc đó lão quản gia vội vàng từ bên ngoài chạy tới kinh hồ lão già lão già không xong rồi hai cái gã thiền nhân của cựu tử thiên môn kia lại tới hơn nữa lần này bọn họ còn chỉ đích danh phải dẫn đại thiếu gia đi cầu tử thiên môn cái gì đi quyền nghe vậy thì tức thì giận dữ căng răng nói bọn chúng vẫn làm cái gì đầu tiên là nhiều lần ép hỏi chúng ta bây giờ con ta mới vừa trở về bọn họ liền muốn mang đi à thế nào Lý gia chủ là đối với trưởng môn của phái ta có cái gì bất mãn hay sao? Thanh âm tràn đầy cao ngạo truyền tới. Cùng lúc đó, hai gã thiên nhân của cầu tử thiên môn kia đi tới, mặt đầy khinh thường nhìn thoáng qua Lý Quyền. Ánh mắt lại chuyển hướng Lý Trình, lạnh nhạt nói. Người chính là Lý Trình hả? Không sai, chính là ta. Lý Trình gật đầu, tiến lên một bước trầm giọng nói. Các người muốn làm cái gì? Không bảo người hỏi, cùng chúng ta đi gặp trưởng môn thôi một tên thiên nhân trong đó hử lạnh nói hiển nhiên là không đem lý trình coi ra gì hai tên thiên nhân này dám nói chuyện với vô cực kìm tiền đi vậy hiển nhiên là tự tin thần phận đệ tử cửu tử thiên môn có thể trấn áp được lý trình chắc chắn đối phương không dám động thủ đâu bùi thanh thư đang che giấu thân hình đi theo phía sau hai người đối với một man tay tấm tắc lấy làm kỳ lạ trong lòng cũng có chút cảm thán xem ra sự cường đại của cách cửu tử thiên môn này trên sùng dương tinh là thâm nhập vào lòng người nha. Cả thiên nhân cũng dám đối đãi với vô cực kim tiền như vậy, không nhìn tranh lệch cảnh giới to lớn là gì. Tranh qua, như vậy cũng có ý tứ, càng lợi hại, lại càng có thể tiếp xúc, xúc tiến ta tu hành hơn, chỉ hy vọng đừng là một đám công từ bột thôi. Thôi hằng thì mang theo huệ thế, một đường hướng trời cao bay lên, rất nhanh thì đến trong tầng khí quyển tràn đầy gió mạnh. Nơi này khắp nơi đều là cuồng phòng cực kỳ cuồng bạo, hơn nơi nhiệt độ cực thấp, thỉnh thoảng còn có ánh chớp mạnh liệt thoáng qua. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Bốn phường tám hướng đều có lực lượng tràn đầy hủy diệt đang cuộn trào mãnh liệt, nguy hiểm hơn xa hành tinh có sự sống bình thường. Tiền sinh, pháp lý quy tắc nơi này có chút kỳ quái. Vậy thấy trước tiên tiền điền phát xác điểm dị thường, nghi ngờ nói, quá cuồng bạo. Nơi này tràn đầy lực lượng cuồng bạo như thế, chung quanh làm sao có thể tạo thành tầng khí quyển được không chỉ là một điểm này ngôi sao to lớn như vậy dưới tình huống bình thường cũng không có khả năng có sinh bệnh đâu thôi hằng cười một tiếng ánh mắt nhìn về phía trước hẳn là có người tiến hành cải tạo pháp lý quy tắc đối với nơi đây hơn nữa một mực đang duy trì tiến hành cải tạo pháp lý quy tắc đối với một cái tình cầu to lớn như vậy à vậy thế nghe vậy trợn to hai mắt không thể tin nhìn về phía mặt đất phía bên dưới cái này là sức mạnh to lớn bậc nào, thật là không tưởng tượng nổi. Nếu mà người muốn nắm giữ, thật ra cũng không khó khăn đâu. Thôi Hằng mỉm cười nói, sau đó bước về phía trước một bước, cất cao giọng nói. Nếu như đã chú ý tới chúng ta, tại sao không hiện thân gặp mặt đi? Hay ra! Chỉ nghe một tiếng thở dài ở trên bầu trời tràn đầy lực lượng cuồng bạo này vang lên. Đây là một thanh âm vô cùng giả đua, thật giống như sắp phải chết. Ngay sau đó, lệnh nghe thành âm này vô cùng cung kính nói tiểu thần cung ngành thượng thiên pháp giá lời còn chưa dứt thì tầng khí quyển trên bầu trời đến kịch liệt cuồn cuộn từ chính giữa tách ra một con đường cuối con đường này kim quang lấp lóe như là ẩn chứa một cái thế giới khác trong đó tràn đầy khí thức cổ xưa mênh mông giống như là có một tôn tồn tại sống qua vô tận năm tháng ở trong đó ngay sau đó một bóng người từ trong đoàn kim quang này đi ra kim quang phía sau đó vụt tắt. Mạnh bầu trời rộng rãi này cũng khôi phục trạng thái khỉ trước. Đây là một người lão giả, nhìn qua sáu bảy chục tuổi, sống tóc bạc phơ, mặt mũi hiền hòa, cả người mặc trường bào màu trắng, chương cây tàn ra khí thức phản pháp, phản đạo đều hợp về một chỗ. Phản pháp quỷ nhất, nhưng mạnh hơn xa thánh giả tầm thường. Hẳn là cách gọi là chư thánh chi vương, hoặc xưng là đại thần thông giả, tinh chủ, tương đương với cảnh giới đại lục tiền giới đỉnh phong đây chính là tinh thần sùng xương tinh, một tôn tinh thần chân chính trưởng thành. Lúc thời hàng đến gần viên tinh cầu này, liền đã phát hiện sự tồn tại của hắn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn không có đi đi xa, cùng không có đi cửu tử thiền môn điều tra về tình huống. Muốn hiểu tình huống sùng xương tinh, thậm chí là toàn bộ ngũ cảnh giới, không thể nghi ngờ là tìm tinh thần thuận tiện nhất. Nhất là một cái tinh thần đã sống rất lâu đời. song xem bộ dáng hắn bây giờ, tựa như đã có vẻ già rồi. Tinh thần cũng sẽ có hết thọ suy vong ư. Tôi hằng có chút hăng hái mà nhìn tên lão giả này quan sát một phen rồi nói. Người dường như không còn sống lâu được nữa hả? Thượng tiên mắt thần như thuốc, Dùng dương tinh thần cần đồng một cái hết sức cùng kính nói. Tiểu thân tuổi thọ đã không tới 300 năm, xăm tiêu tan rồi. Ồ, tôi hằng nghe vậy càng là phát ra hiếu kỳ, tiếp tục hỏi. Người đến này sống bao nhiêu tuổi rồi? hồi bẩm hồi bẩm thượng tiên từ khi tự mình sinh ra linh trí tụ hợp linh lực của tinh thần đời trước luyện thành thân thể tới nay thì đã có bốn vạn bảy nghìn bảy trăm năm rồi sùng dương tinh thần chậm chậm nói thôi hằng như có điều suy nghĩ như vậy mà xem xét tuổi thọ có tinh thần vượt xa võ giả cảnh giới đệ lục bình thường dựa theo tử dương trần tuyên bảo lục ghi lại sau khi võ giả đột phá tới cảnh giới đệ lục phản pháp quý nhất thọ nguyên sẽ trở tăng mạnh thanh rằng nhiều nhất có thể sống một khoảng một vạn năm, không cách nào kéo dài tuổi thọ. Nếu có thể đột phá tới cảnh giới đầy lục đỉnh phong, trở thành chư thánh chi vương, có thể ở trên căn bản một vạn năm tiến hành kéo dài tuổi thọ. Nhiều lắm có thể sống khoảng chừng một vạn năm ngàn năm. Nếu như thời gian dừng lại, ở cảnh giới đầy lục đỉnh phong cũng đủ dài lâu, tích lũy sức mạnh đủ nhiều, bước vào cái gọi là đợi chiếu cảnh là có thể thông qua một chút thủ đoạn đặc biệt hoặc là ăn vào thần dược kéo dài tuổi thọ tới chừng hai vạn năm đây chính là tuổi thọ cực hạn của cảnh giới đầy lục tiên giới mà trước mắt vị tinh thần này lại có thể sống bốn vạn tám nghìn năm tuổi thọ không thể bảo là không lâu dài được dù sao cho dù là thôi hằng bây giờ đã là nguyên anh hậu kỳ cũng chẳng qua chỉ là có mười mấy vạn năm tuổi thọ thôi tuổi thọ tinh thần thật ra có thể nói là được trời đất ưu ái người mới vừa nói linh lực tinh thần đời trước đã thế nào? Tôi hằng vừa nhìn về phía dùng dương tinh thần, trầm ngâm nói. Tinh thần như ngươi vậy, nếu đã hết thọ và chết mất, sẽ sinh ra tinh thần đời kế tiếp sao? Đúng như thế. Dùng dương tinh thần gật đầu nói. Tinh thần chỉ cần chân chính lớn lên, cũng sẽ không hoàn toàn chết đi. Sau khi ta biến mất, trôi qua 12 năm, sẽ có tinh thần mới sinh ra. Tinh thần chỉ cần chân chính lớn lên cũng sẽ không hoàn toàn chết đi. Sau khi ta biến mất, thì trôi qua khoảng 12 năm sẽ có tinh thần mới được sinh ra. Vì tinh thần mới này sẽ thừa kế tất cả lực lượng của ta, nhưng hắn sẽ không có trí nhớ cùng kinh nghiệm của ta. Vì giữ gìn sự tinh khiết của tinh thần mới, ta cũng sẽ không lưu lại cho hắn bất kỳ truyền thừa gì. Lại chỉ cần có 12 năm, tôi hẳn không khỏi có chút kinh ngạc. Nếu như không phải là trí nhớ cùng kinh nghiệm của tinh thần không thể kéo giải tiếp, đây quả thực là một loại trường sinh bất tử cách khác chẳng qua ngay cả một chút truyền thừa cũng không lưu lại điểm này thật ra khiến cho hắn có chút ngoại ý muốn đây là vì sao vì sao không lưu truyền thừa thôi hằng lại hỏi là vì để cho tinh thần không đến nỗi bị lạc ở trong kiến thức truyền thừa vô tận cũng là vì để tinh thần tiếp diễn dùng dương tinh thần ánh mắt bình tĩnh nói không có truyền thừa tinh thần liền cần thời gian khá dài để phát triển ở trong một vạn năm ban đầu tinh thần sơ sinh mặc dù đã thu được sức mạnh nhưng linh trí còn mông muội cần dùng thời gian một vạn năm để thức tỉnh dậy cho đến sau khi tinh thần thức tỉnh lại cần một vạn năm để quen thuộc nắm vững sức mạnh của bản thân và lúc này số tuổi thọ đã qua gần một nửa ở trong năm tháng dài này thì cũng sẽ hiểu ý nghĩa cùng với chức trách tồn tại của tinh thần nếu có truyền thừa tinh thần đời trước để lại tinh thần sẽ lấy tốc độ cực nhanh để được đủ loại kiến thức trong vòng thời gian ngắn liền đi qua con đường một hai vạn năm biết càng nhiều, sức mạnh cũng liền càng mạnh. Công tiền có thể rất nhanh nắm giữ thủ đoạn rời đi tinh cầu xuất thân. Kể từ đó, lòng tìm tòi thứ không biết liền sẽ càng ngày càng nặng. Bí ẩn của một cái tinh cầu rất nhanh thì không cách nào thỏa mãn cái tinh thần mới sinh ra này. Hắn sẽ hướng đi ra tinh không rộng lớn bên ngoài, hy vọng có thể đạt được càng nhiều kiến thức hơn, gặp gỡ càng nhiều thứ không biết hơn. Nhưng khi tinh thần mới rời đi tinh cầu này, bỏ mạng ở bên ngoài hết tài liền đều thất lạc vào trong hư không, hoàn toàn biến mất. Linh thực tinh thần cũng không cách nào tái tụ hợp, sẽ không để sinh ra tinh thần mới. Mà viên tinh cầu này cũng sẽ mất đi tinh thần che chở, bị pháp lý quy tắc vạn vẹo thay đổi, khi cho nó theo thời gian đổi rời, sẽ dần dần trở về hình dạng ban đầu. Nơi này sẽ không lại thích hợp cho sinh tồn, cuối cùng sẽ biến thành một viên tử tình tỏ lớn. Về phần tại sao muốn kéo dài sự tồn tại của tinh thần, cái này chính là bản năng sinh mạng. Giống như là sinh mạng không thường, thông qua huyết mạch tới diễn sinh đời sau vậy. Phương thức tinh thần diễn sinh đời sau chính là để cho lực lượng của chính mình ở trên người hậu duệ kéo dài tiếp. Tôi hàng một lần nữa rơi vào trầm tư. Sau khi hiểu được tình huống cụ thể của tinh thần, tu vị của hắn có chút tăng trưởng. Có điều tinh thần theo đuổi kiến thức tìm tòi, thứ không biết, cuối cùng đã có thể đưa đến truyền thừa tự thần đoạn tuyệt, thậm chí là khiến cho tinh cầu sinh mệnh suốt thần biến mất. Điểm này là để cho hắn sinh lòng cảnh giác. Loại tình huống này trên bản chất chính là tinh thần bị lạc ở trong kiến thức vô tận, từ đó mất đi nhận thức chính xác đối với bản thân, quên mất cội nguồn, tên là tinh thần của chính mình. Đời người có hạn trí thức vô hạn, lấy cái có bờ bến để mà theo đuổi cái không bờ bến thì nguy lắm đây. Mặc dù người tu tiên nguyên anh kỳ trên lý thuyết mà nói, đã có thể thông qua bất diệt trần đình vĩnh viễn sống tiếp, có vô tận năm tháng để học tập kiến thức, tìm tòi thứ không biết. Nhưng đều như một mực mà đi tìm hiểu tất cả những thứ không biết, mà không dám ra quyết định, tương tự có thể sẽ bị lạc ở trong biển kiến thức vô tận, quên mục đích căn bản của việc chính mình tìm tòi thứ không biết. Ở lúc tìm tòi thứ không biết, vẫn là phải làm ra phân biệt, rằng kiến thức gì đối với tu hành của chính mình hữu dụng, rằng kiến thức gì có thể chân chính chuyển hóa thành tích lũy của mình, rằng kiến thức gì lại chỉ là chất dinh dưỡng mang tính chất giai đoạn. Những thứ này đều phải cẩn thận suy suy nghĩ nghĩ, không thể nuốt trọn tất cả, không thể sau khi tu vi có tăng trưởng không làm ra sắp xếp. Ở trong nháy mắt khi mình gộ điểm này, trên người tôi hàng chợt hiện ra một cỗ khí thức trong vắt tình khiết đến cực hạn. Ngày sau đó, cái cỗ khí thức này đã hóa thành tầng tầng ánh sáng đem hắn bao vây. Tầng ánh sáng này rõ ràng không có bất kỳ màu sắc gì, nhưng lại mang tới cho người ta một loại cảm giác bao hàm tất cả màu sắc, huyền diệu cực kỳ, khó có thể dùng lời để diễn tả. Vậy thấy đứng ở bên cạnh thôi hằng, tại chỗ liền cảm giác hình thể tinh thần của mình bắt đầu thăng hoa cực điểm. Những ràng phục cảnh giới vốn không thể phá vỡ trong nháy mắt liền bị sổng phá. Bất hủ kim tính trong cơ thể hắn kéo dài tới bên ngoài cơ thể một cách tự nhiên, bắt đầu cùng pháp trí đạo vận vô biên tiến hành đan dệt quỳ về một chỗ chỉ trong lát sau cảnh giới của hắn trực tiếp liền thu được đột phá cảnh giới đầy lục tiên giới phản pháp quỷ nhất ta ta đây đã đột phá rồi à huệ thế trợn há mắt hốc mồm thế nhưng cảm thấy đều vối rối hắn đều chưa biết rõ tình huống là gì bỗng nhiên đã đột phá rồi cùng lúc đó súng dương tinh thần cũng cảm giác trong cơ thể mình xảy ra biến hóa long trời lở đất thân thể tinh thần vốn già yếu sau khi bị tầng ánh sáng trong phát này soi sáng lại tăng thêm mấy phần sức sống điều này làm cho nội tâm của hắn thán phục cực kỳ gần như đều phải hoài nghi tự mình có phải hay không sinh ra ảo giác tuổi thọ của ta lại kéo dài ba nghìn năm sao sùng dương tinh thần vẻ mặt đầy không tưởng tượng nổi khó có thể tin nhìn về phía thôi hằng càng người đều đang phát run run giọng nói đa tạ thượng tiên đa tạ thượng tiên mà lúc này tôi hàng cũng đang tiến hành một lần thăng hoa. Pháp lực trong cơ thể của hắn đầu tiên là bành trướng trên phạm vi lớn, lại nhanh chóng co giãn đi. Lòng vòng như và là vậy, gặp lại không biết bao nhiêu lần. Sau đó, liền khiến cho pháp lực của hắn trở nên càng tinh thuần hơn. Nguyên anh bên trong từ phủ của Đê Hoàn Cung mở mắt, huy động tay nhỏ non nớt của nó, sắp xếp vô số kiến thức bày ở trước mặt mình, đem chúng nó phần nhóm từng loại từng loại, ngừng tụ thành từng đạo quang mang màu sắc khác nhau tôi hằng tham khảo hệ thống mình biết kiếp trước, đem kiến thức chính mình nắm giữ, hiện tại chỉ làm đủ loại khoa mục, ví dụ như pháp luật, lịch sử, văn hóa, pháp tắc, tinh không vân vân. Bên dưới, mỗi cái khoa mục này lại làm ra phân chia càng cặn kẽ. Vì thì vậy, hắn liệt xây dựng ra một bộ hệ thống hoàn chỉnh để tổng hợp kiến thức chính mình nắm giữ, từ đó tiến hành phân biệt cụ thể đối với một ít kiến thức cụ thể, cũng có thể luôn rõ ràng điểm yếu cùng sở trường của mình có thể nói là một lần đạt được cực nhiều. Mà xây dựng hệ thống trí thức cũng để cho trạng thái Nguyên Anh phát triển, thu được lại tăng lên trên diện rộng. Tiến độ tu luyện Nguyên Anh hậu kỳ trực tiếp hoàn thành một nửa. Tôi hằng nhẹ nhàng phun ra một hơi, kết thúc đốn ngộ với vừa rồi. Sau đó liền phát hiện hai người ở bên cạnh mình cũng xảy ra biến hóa cực kỳ lớn. Màn này trực tiếp đưa đến pháp lý đạo vận trên vùng dương tinh bị dẫn dắt ngưng tụ trên diện rộng làm cho cả sủng dương tình phong phần biến sắc. Lư Lang Thành lý ra. Lý Trình đang cùng hai gã thiền nhân đến từ cầu tử thiền bồn đang giằng co. Hắn đã biết mục đích của vệ thành, tự nhiên không còn khả năng đáp ứng đi gặp cầu tử thiền bồn, làm thế hoàn toàn chính là tự chui đầu vào lưới. Nhưng hai cả thiền nhân này lại cũng không có khả năng bỏ qua cho hắn đơn giản như vậy. Lý Trình, ngươi cần phải biết, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Một tên thiền nhân trong đó trầm giọng nói. Trưởng Bồn chính miệng nói qua, người nếu là cố ý không theo chúng ta đi, đó chính là đang đối địch với cựu tử thiên môn, cũng đã đang cùng ngài vệ thành là địch nhân, ta khuyên người chớ có hành động sai lầm. Xâm! Đang lúc này, bỗng nhiên có một tiếng vàng thật lớn từ trên trời truyền tới, bầu trời vốn sáng ngời, trong nháy mắt trở nên đen thui. Trong thiên địa, Do lớn thổi ao ao, tầng mây trên bầu trời cuồn cuộn. Một bàn này làm cho tất cả mọi người đều dừng lại động tác trong tay, trợn mắt há hốc mồm mà ngửa đầu nhìn lên trên chỉ một thoáng sau sắc trời lại sáng choang cuối cùng vô số đạo quang mang màu sắc bất đồng phát ngang chân trời hướng về một phương hướng hội tụ qua thời khắc này không biết bao nhiêu kim tiên vô cực kim tiên vô cùng hồ thành tiếng vạn pháp quy nhất con người thành thánh à thánh tồn mới ra đời là ai lần trưng sùng dương tinh xuất hiện dị tượng vạn pháp quý nhất là lúc nào rất nhiều người đều không nhớ rõ dù sao bây giờ vị trẻ tuổi nhất bên trong tam đại thánh tôn của sùng dương tinh cũng đã hơn bảy ngàn tuổi. Cách nằm tháng hắn chứng đạo đã quá quá lâu. Nhưng đối với bộ dạng dị tượng ghi lại trong điển tịch lại là vì rất nhiều người đều ghi tạc trong lòng. Vì vậy khi nhìn đến trên trời có vô số đạo quang mang màu sắc bất đồng chợt hiện cũng hướng một cái phương hướng giống nhau hội tụ qua. Trong lòng những người này cũng đã biết chuyện gì đang xảy ra. Thành thánh. Có người tức thì sẽ trở thành thánh tôn dùng dương tinh tại sau khi nắm trong tay ba vị thánh tôn cửu tử thiền môn u minh thánh giáo ôn hoàng cung này rốt cuộc lại có một người thành công vượt qua cái hào rộng như rãnh trời này bước lên cảnh giới vạn pháp quỷ nhất vào giờ phút này nguyên khí trong thiền địa đều giống như là sôi trào khắp nơi đều đạt từng bảng từng trang cảnh cảnh tượng buồn vằn hoa thơm rơi xuống tiên nhạc diễn tấu hạ cả bốn phường tám hướng cũng đều bị ánh sáng pháp tắc chiếu sáng mà hạch tâm tầng tầng dị tượng này ngay tại bầu trời lưu lang thành. Rất nhiều người đã bắt đầu suy đoán có phải hay không hai người vô cực kim tiên trẻ tuổi của lưu lang lý ra kia đột phá. Nếu quả thật là như vậy, vậy thì ý nghĩa bắt đầu từ hôm nay, trong vòng thời gian mấy nghìn năm sau đó, dùng dương tinh sẽ là thời đại của hai người kia. Dù sao bây giờ tam đại thánh tôn đều đã già rồi. Vì vậy, ở trong khi dị tượng xuất hiện, cũng đã có không ít người bắt đầu chuẩn bị lễ trọng tính toán đợi sau khi dị tượng chứng đạo kết thúc thì phải đi chúc mừng một ven. Đương nhiên, đây chỉ là cảm thụ của vô cực kim tiên cùng kim tiên. Ba gã thánh giả kia của cựu tử thiền môn, U Bình thánh Giáo, Ôn Hoàng Cung liền không phải là tâm tình như vậy. Trụ sở U Bình thánh Giáo trải rộng trên sùng dương tinh, nhưng tổng đàn cốt lõi nhất lại đang nằm ở Bắc Cực. Nơi đây, trong thời gian một năm, có nửa năm là hắc ám, lại có sông băng vạn cổ không tan, hiếm hoi tồn tại sinh linh bình thường chỉ có từng cái u hồn ở khắp nơi rủ đáng, giống như là đang tuyên bố nơi này là quốc gia của tử vong. Cái vị thanh giả u mình thánh giáo kia chính đang ngủ say ở nơi đây. Truyền thuyết hắn là chúa tể tử vong, chỉ cần là người hắn muốn giết, không có người nào có thể sống đến ngày hôm sau. Vì không có chảy vị thánh giả này đang ngủ say, coi như là đệ tử u mình thánh giáo, cũng không có bao nhiêu người từng đến nơi đây. Cho dù là vô cực kim tiền, cũng chỉ cho phép nửa năm đi qua báo cáo một lần, bây giờ chính là thời hạn nửa năm vô cùng hắc ám của u minh thánh giáo khắp nơi đều là một màu đen kịt từng cái u hồn trên vùng đất băng không có mục đích mà đi lang thang bỗng nhiên vô số đạo ánh sáng màu sắc khác nhau pha vỡ bầu trời mênh mông lại đem cái buổi đêm vô cùng dài lâu này đều chiếu sáng phảng phất lập tức biến thành ban ngày những thứ u hồn này không hề có chuẩn bị bọn họ mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên quang mang trên bầu trời cao trong nội tâm mang theo bản năng sinh ra sợ hãi, sợ hãi đối với ánh sáng. Nhưng cảm giác thiêu đốt trong trí nhớ cũng không có đánh tới. Ngược lại thì có một loại cảm giác như do xuân ấm áp. Từng cái u hồn đều phát hiện mình chẳng những không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Hồn thể còn rắn chắc thêm không ít. Nhất thời liền nhàn hạ mà phiêu đẳng khắp nơi. Hoàn toàn coi như những ánh sáng kia như là chưa từng xuất hiện. Mà ở nơi sâu vùng băng nguyên này có một tòa cổ thành toàn thần đèn thui u ám cực độ. Theo truyền thuyết, cái vương cung này là ở điện đại rất xa xưa lúc trước, do một nền văn minh viễn cổ lưu lại lúc thành lập vương triều ở bắc cực, ẩn chứa đại bí mật không tưởng tượng nổi. Trong cung điện trung ương, tòa cổ thành này, một cái hòm quan tài bằng băng không biết đóng băng bao nhiêu năm, bỗng nhiên rạn nứt ra. Bàn tay xanh trắng cứng rắn, bịch một tiếng, liền đem hòm quan tài bằng băng đánh cho nát bấy một người nam tử trùng điên vóc dáng khôi ngô cao hơn 3 mét từ bên trong đi ra ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời kẽ cười nói có ý tứ lại có thánh giả mới rồi cái phương hướng này hình như là lư lăng thành đi nơi đó là địa bàn của cựu tử tiền môn Vệ thành lão giả kia sợ rằng phải đau đầu rồi trong náo nhiệt này ta không thể bỏ qua được các con ngủ đủ chưa một tọa mang bọn người đi ra ngoài chơi một ven theo tiếng gọi này sông băng vạn cổ không tan bỗng nhiên rạn nứt bể tan thành hắc khí phong lên cao bừng bừng vô số cương thi màu xanh trắng từ bên trong chậm rãi bò ra trong nháy mắt nhìn đứng đầy cả mảnh sông băng này sống sống vô số cương thi giống như mảnh thú sổng chuồng hướng trên trời phát ra tiếng gào thét cùng lúc đó luồng hắc khí bừng bừng kia hội tụ thành mây đen nâng những cương thi này lên bay lên bầu trời đi theo ở sau lưng nam tử trùng điên <laughs> Hôm nay để cho cái tên tiểu thánh giả mới đến cấp này thật tốt nhìn qua một chút, cách gì gọi là tử vong chúa tệ Cậu tử thiên bôn, vệ thành vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi đệ tử trong bôn đưa lý trình mang về. Hắn chẳng chút nào không lo lắng về phát sinh cái gì ngoài ý muốn chứ. Dùng dương tình to lớn như vậy, ngoài trường hai tên thánh giả còn lại, không có người nào can đảm dám nói một chữ không với vệ thành hắn. Vô cực kìm tiền có mạnh đến đâu, cũng chẳng qua chỉ là cảnh giới để ngũ tiền giới cùng với thánh giả cảnh giới để đục tiền giới mà so sánh có các nhau một trời một vực chỉ cần đưa lăng đi ra đầu óc không xảy ra vấn đề gì liền tuyệt đối không dám công khai làm trái lời của hắn nhưng theo dị tượng trên trời vừa xuất hiện sắc mặt của hắn thoáng cái thì đã thay đổi cái phương hướng này là lưu lăng thành ngả về thành trực tiếp tiền sông ra ngoài không thể tin nhìn bầu trời điều này sao có thể chứ Chẳng lẽ là thằng nhãi còn lý trình đột phá, không có khả năng, hắn mới hơn 700 tuổi thôi mà. Hắn từ trước đến giờ tự xưng là kinh tài tuyệt diễm, chính là thiên tài vạn năm không có một người, cũng là dùng thời gian ước chừng gần ngàn năm mới tù điện đến cảnh giới vạn pháp quỷ nhất. Rõ mắt toàn bộ ngũ cảnh giới, cực dòng thời gian bởi vạn năm, cũng không có ai có thể bàn luận ngang hàng với hắn về tốc độ tù luyện Bây giờ lại xuất hiện một tên thánh giả hơn 700 tuổi à? nhất là đây là người của lý gia hắn một mực ngấp nghé vệ thành bất luận là như thế nào đều không thể chấp nhận được quá trình thánh giả chứng đạo cũng không phải là không thể đảo ngược chỉ cần ngăn cản vạn pháp vạn tạo hợp nhất về một chỗ là có thể để cho hắn chứng đạo thất bại hắn nhìn lên bầu trời lẩm bẩm nói nhỏ tuyệt đối không thể để cho lý gia xuất hiện thánh giả tuyệt đối không thể nào lần này vệ thành thật là hoảng rồi chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ở trong lòng của hắn, ai cũng có thể trở thành thánh giả, chỉ có lưu Lăng lấy ra là không được. Lý Trình Căng là không được rồi, bởi vì trong tay Lý Trình vô cùng có khả năng nắm giữ con đường tắt bước vào vạn pháp quý nhất đỉnh phong. Một khi để cho hắn trở thành thánh giả, thành ngũ cảnh giới này thì có thể xuất hiện một vị trừ thánh chỉ vương rồi. Một vị vương đứng ở trên đầu tất cả thánh giả, tuyệt đối không thể để cho xảy ra một chuyện như vậy. Lý Trình, người đừng có mơ tưởng chứng đạo thành công. Vệ thành cánh răng nghiến đợi gầm nhẹ, trực tiếp bay lên trên trời, hướng phương hướng đưa lang thành bay đi. Ôn Hoàng Cung, nơi này nằm ở bên trong núi sâu rất hiếm dấu chân người, chỗ sâu trong thập vạn thải sơn Nam Cương, giữa vô số cỏ cây vườn quanh, chính là nơi ở của cái tiền bồn nằm giữ môn võ học bệnh dịch này. Di tượng huệ thế đột phá đến cảnh giới phản pháp quý nhất, gần như trải rộng khắp toàn cầu. Vô số đạo ánh sáng kia tự nhiên cũng bay đến bên đây, để cho đông đạo đệ tử ôn hoàng cung trở nên thán phục. Trường chính điện ôn hoàng cung, đứng đó một nữ tử xinh đẹp chừng 30 tuổi. khuôn mặt của nàng cần đối, mặt mình như vẽ, vóc người đậy đà, mặn mà mê người. Trên người mặc là một cái phong cách nam cương, vải vóc cực kỳ ít, chỉ che phủ một bộ phận nhạy cảm thôi. Đây là một trong sáu đại trưởng đáo ôn Hoàng Cung, tên là Lan Tháp, chủ quản sưu tầm thiên hạ đại sự, cùng tùy thời điều chỉnh phương hướng phát triển của ôn Hoàng Cung. Sau khi nhìn đến ánh sáng đạo vận trên bầu trời, Lan Tháp không chút do so dự, chạy tới tầm vạn độc chỗ sâu ôn Hoàng Cung, một bậc cung kính lễ bái hành lễ nói. Trưởng giáo, có dị tượng thành thánh xuất hiện, chúng ta nên làm cái gì đây? Một vị thánh giả mới xuất hiện, anh sẽ đánh vỡ thăng bằng gìn giữ đã lâu trên sủng dương tinh ôn hoàng cung nhất định phải sớm tính toán mới được nếu không rất có thể sẽ bị thế lực khác điền thủ chèn ép không cần làm gì thanh âm của trưởng giáo ôn hoàng cung từ đâm vạn độc chuyển tới trầm giọng nói trăm năm trước diệp hàn là thập trần huynh bội hai người lý trình bà đi liền trước đây không lâu diệp hàn chết đi dù thiên ôn cũng đã bị hủy diệt đây chính là thánh binh là thánh binh ngay cả thánh giả đều không cách nào phá hủy được. Sau lần cây tình lý trình kia có đại nhân vật không thể trêu chọc đâu. Chúng ta không cần làm gì, đã hiểu chưa? Vâng, trưởng giáo. Lan tháp gật gật đầu, rồi thầm hô. Trong lòng, nhưng là cảm giác hết sức không tưởng tượng nổi. Nàng còn chưa từng thấy loại thái độ này của trưởng giáo đâu. Với lại nghe giọng nói kia, dường như còn có sự hãi nồng đậm. Đây không khỏi cũng quá ly kỳ rồi. Trưởng giáo lại còn sẽ cảm thấy sợ hãi thật sự là để cho người ta khó mà tin. Song nàng mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng không dám là thật đi điều tra. Ngay cả thánh giả như trưởng giáo đều sợ hãi như vậy. Chính ta một vô cực kim tiền nhỏ nhỏ đi điều tra, há chẳng phải là đang tìm chết sao? Vẫn là mạng của mình trọng yếu nhất. Vậy thế nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình chẳng qua là trong lúc lờ đáng, đột phá bình cảnh một cảnh giới, liền dẫn phát một trận rối loạn to lớn như vậy hắn bây giờ đã cảm thấy có rất nhiều luồng khí tức cường đại đang hướng bên này bay tới. Những khí tức này tính chất khác nhau, nhưng đều hết sức cường đại. Thậm chí còn có hai luồng rõ ràng cho thấy là khí tức tầng thứ thánh giả. Cảm giác thế nào? thứ hàng chỉ chỉ thiên địa dị tượng còn đang khuấy động phía dưới, khẽ cười nói. Bọn họ khẳng định không biết người đã hoàn thành đột phá. Sự thọc kinh nghiệm của võ giả dùng dương tinh ngày trước mà nói, lúc bắt đầu đột phá cảnh giới sẽ sinh ra dị tượng cho đến sau khi dị tượng biểu hiện xong mới xem như chân chính trở thành thánh giả nhưng huệ thế tỷ lệ khác bản chất của bất hủ kim tính tính chất cao hơn bất tử trần tính rất nhiều đan dệt pháp lý đạo phận cũng so với bất tử trần tính càng nhẹ nhõm nhanh nhẹn cho nên lúc huệ thế hoàn thành đột phá dị tượng chứng đạo vừa mới bắt đầu thôi tiền sinh ngày chưa có diễu cờ ta huệ thế cười khổ rồi nói ta hiện tại cũng không biết ta là làm thế nào mà đột phá? Chỉ cảm thấy hình như là đứng ở bên trên người ngài chốc lát, sau đó điền thành thánh rồi. Không hiểu thế nào là đột phá, rất đơn giản, chơi lát nữa đánh một trận đã biết. Thôi hằng khẽ cười nói, võ giả tu hành không có vấn đề gì mà đánh một trận không giải quyết được, nếu như có thì đánh hai trận. Hả? Vậy thế nghe vậy nhất thời dững dở, suy nghĩ qua cảm thấy lời này rất có đạo lý, vì vậy thuận thế hỏi tiếp ta để có thể hạ tử thủ không? Có thể hay không đánh chết, xem như thực lực của người thế nào. Tôi hằng gật gật đầu mỉm cười nói, ta sẽ không quản đến đâu. Được, hãy thế vô cùng nghiêm túc gật đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, cơ thể hơi phát run. Đây là đang hừng phấn, hắn thầm nghĩ trong lòng, quá tốt quá tốt, hôm nay rốt cuộc lại có cơ hội làm đau của tiên sinh rồi. Trong lúc đó, trên trời cũng có hai tia sáng nhanh chóng phóng tới, một cách thật giống như là khói đen vô biên vô tận, một cách là quang mang màu xanh quá sức tinh thuần. Chính là giáo chủ U Minh Thánh Giáo, Cao Thủ Tâm, cùng với lệ trưởng bồn cửu tử thiên bồn vệ thành. Hai cả thanh giả vạn pháp quý nhất xuất hiện. Thanh thế cao thủ tâm bay tới cực kỳ to lớn. Ở phía sau hắn có khói đen bừng bừng bay theo, kéo dài mười mấy dặm khổng dứt. Phía trên tất cả đều là cương thi màu xanh màu trắng, tạo trong mùi hôi thối cực kỳ đậm đà. Trong nháy mắt trên để cho hơn nửa toàn lư lăng thanh trở nên vô cùng thối những mùi thối vô cùng này đang theo ký thức tử vong và tràn ngập ra để cho vô số võ giả bên trong lư lăng cuộn thanh đều mặt lộ vẻ hoảng sợ theo bản năng quỳ lại trên mặt đất Tù vị càng cao nội tâm lại càng sợ hãi bởi vì bọn họ đều vô cùng rõ ràng cái dị tượng bây giờ này là chuyện gì đang xảy ra cũng đều biết cái khói đen bừng bừng cùng với cái mùi thối cực kỳ này là chuyện gì xảy ra tử vong chúa tể đến rồi. Các vị tử vong chúa tể ngủ say ở vùng địa cực, thường xuyên không thấy ánh mặt trời lại cũng bị kinh động rồi. Ngay cả vệ thành đều không nghĩ tới cao thủ tâm sẽ đến nơi đây. Trong người đều dừng gặp bên bầu trời, mặt đối mặt ngóng nhìn đối phương. Không ngờ tới người sẽ đến, nhưng đang nghĩ rằng người sẽ đến. Cao thủ tâm cùng vệ thành gặp nhau nơi giữa trời cao, hai bên sắc mặt đều rất lạnh. Song phương trận nhau thấy ngứa mắt rất nhiều năm rồi ba vị thánh giả bên trong sùng dương tinh nói dễ nghe một chút là tạo thế chân vạc thật ra thì chính là ba kẻ thù không đội trời chung đều hẳn không thể để đối phương ngày mai chết đi người tới đây làm gì vệ thành phố cùng cảnh sát nhìn cao thủ tâm trong ấn tượng của hắn cái tên gia hỏa tự xưng là tử vong chúa tể mặc dù thực lực không tính là quá mạnh nhưng cực kỳ khó dây dưa nhất là cái đám cường thì hình như là mãi mãi cũng giết không hết kia vào mấy ngàn năm trước lúc cao thủ tâm mới vừa chứng đạo đã từng cùng cái vị thánh giả kia của ôn hoàng cung phát sinh qua một trận đại chiến lúc đó cao thủ tâm ngay cả mặt mũi đều không đậu ra tiền để cho bảy cường thì vô cùng vô tận bò đầy thập phản đại sơn nam cương khắp nơi cảm ăn linh vật hoa quả số lượng lớn như vậy coi như là thánh giả ngày đêm không ngừng mà bắt giết đều là không giết xong đấy cuối cùng thì trường giáo ôn hoàng cung chỉ có thể thỏa hiệp tạm nhận thế hạ phong dĩ nhiên là bởi vì nghĩ rằng người sẽ đến cho nên ta mới có thể tới trên mặt của cao thủ tâm một mực nở nụ cười ta biết người muốn làm gì cái này với ta mà nói nhưng là một cơ hội tốt đấy người muốn giúp lý ra sao trong mắt của vệ thành đổi lên sát ý trầm giọng nói người người muốn đổi kéo cái tên thánh giả với của lý ra cùng hắn tạo nên liên minh à người cảm thấy thế nào cao thủ tâm nụ cười không giảm hắc khí bừng bừng phía sau hắn tiếp tục lan tràn vô số cường thi trên không trung vây tới đem vệ thành vây ở chính giữa đáng ghét vệ thành cắn răng nghiến lợi để nén lửa giận trong lòng cao thánh tôn ta với ngươi không thù không oán cần gì phải cùng ta đối nghịch chứ hắn vạn lần không ngờ cao thủ tâm sẽ vào lúc này tự nhiên đâm ngang để muốn giúp cây tiền thánh giả mới của lý gia mắt thấy dị tượng chứng đạo sắp hoàn thành trong lòng vệ thành càng nóng nảy hơn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là làm ra cam kết cao thánh tồn, chỉ cần người hôm nay không ngăn cản ta từ nay về sau cửu tử tiền bồn ta cùng với ô mình thánh giáo người chính là đồng minh của nhau chúng ta liên hợp lại đồng thời đối phó với ôn hoàng cung đem cái lão độc vật đó hoàn toàn trấn áp xuống đến lúc đó sùng dương tinh chính là mỹ nhân của riêng ngươi và ta không phải sung sướng hay sao <laughs> Vệ thanh tồn mắt cao hơn đầu, lại cũng chịu cùng cỗ tử thi như ta hợp tác sao? Cao thủ tâm nghe vậy cười cười nói. Ban đầu lúc ta chứng đạo, người không phải là công khai nói ta là tử thi dị loại, không xứng xứng tôn nạ. À? Cao thủ tâm, đừng có ép ta động thủ. Vệ thanh nhịn công được nghiêm nghị quát lớn. Hắn lại nhìn một chút dị tượng trên bầu trời, nội tâm sốt ruột cực kỳ. Cái dị tượng chứng đạo này liền sắp hoàn thành rồi. Một khi dị tượng chứng đạo hoàn thành, thánh giả mới vừa ra đời. Thế cục dùng dương tinh thậm chí là thế cục toàn bộ cụ cảnh giới đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thánh giả đan sen vạn pháp vạn đạo có sức ảnh hưởng cực mạnh đối với thiên địa vạn vật. Bây giờ vệ thành trong lòng rốt ruột cực kỳ, dĩ nhiên là ảnh hưởng thiên địa nguyên khí chung quanh, để cho dân chúng trong thành cảm thấy cực độ áp lực, thậm chí còn cảm giác hít thở không thông. Lại thêm bài cương thi của cao thủ tâm mang đến cảm giác áp bách, Người bên trong Lưu Lang Thành gần như đều sắp tinh thần hỏng mất. Bất luận là dân chúng bình thường hay là võ giả đều khó có thể chịu đựng được loại áp lực này. Mặc dù bọn họ đều không nghe được hai cả thánh giả trên bầu trời đang nói gì, nhưng hiện tại bầu không khí trở trong tiền địa kiềm đến như vậy, tiền để cho bọn họ sinh ra một loại cảm giác chính mình khả năng sắp đối mặt với thánh chiến. Thánh chiến liền ý nghĩa với tử vong. Nếu như hai vị thánh tôn này xảy ra chiến đấu, Lưu Lang Thành nhất định sẽ bị đánh thành một đống đổ nát căn bản cũng không có loại khả năng thứ hai tất cả mọi người trong thành đều phải chết song trong khu nhà lý gia bầu không khí thì có chút quỷ dị lý trình bùi thanh thư đều đã vô cực kìm tiền lý quyền một bên đã kim tiên hai gã đệ tử cầu tử thiền bồn muốn phải mang lý trình đi là thiên nhân võ giả đã tới cái cảnh giới này năng lực cảm nhận đều đã cường đại đến trình độ nhất định mà vị trí hiện giờ của cao thủ tâm cùng vệ thanh lại không tính là quá cao, cho nên bọn họ cũng có thể nghe được nội dung hai người nói chuyện. chẳng qua là ở cái nội dung này làm cho bọn họ có chút sững sờ, nhất là bản thân của lý trình. tạ, tận lúc nào chứng đạo trở thành thánh nhân chứ? lý trình về mặt sững sờ mà chỉ chỉ chính mình, mềm mảng nói, ta làm sao để không biết nhở? vệ thanh tôn tưởng cái vị bây giờ chứng đạo kia là ngươi. lý quyền ngược lại có vài phần hiểu ra. Cẩn đầu nói vào lúc này có khả năng nhất ở lư lang thành chứng đạo là người là ngươi trừ ngươi ra còn có thể là ai chứ hẻ ái thiên nhân cửu tử thiên bồn kia là có chút không biết làm sao tình huống này bây giờ đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi có thể ứng đối của bọn họ có lẽ là huệ thế bùi thanh thư bỗng nhiên hiện ra thân hình không tiếp tục ẩn giấu nữa thần sắc của hắn có chút cổ quái ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lẩm bẩm nói ta đây đã bỏ lỡ một đợt cơ duyên lớn rồi. Hắn không có dấu hiệu nào hiện thân như vậy, nhất thời điên làm cho mấy người bên cạnh sợ tinh ngây cả người. Lý quyền cảnh giác không thôi mà nói, người, người là người phương nào, lẻn vào nhà ta từ khi nào? Hóa ra là thanh thư, là tiên tôn phái người qua đây hở? Lý Trình thì rất là kinh hỉ, cười giải thích với Lý Quyền bên cạnh. Chà ơi, đây là đệ tử của tiên tôn, tuổi hơn 200, đã là vô cực kim tiên rồi vô cực kim tiên hơn 200 tuổi à? Lý Quyền nghe vậy, mặt lộ vẻ hoảng sợ, có chút khó tin mà nhìn phía bùi thanh thư. Vô cực kim tiên trẻ tuổi như vậy, vạn cổ hiếm thấy đó nha. Hai cái thiên nhân cửu tử thiên bồn kia lần đất trầm mặc. Thành chiến sắp bùng đổ rồi, nơi này lại có hai tên vô cực kim tiên, chính mình phải làm gì đây? Xem tình thế bây giờ này, bằng vào danh tiếng cửu tử thiên bồn, sắp không để ép được nữa rồi. Thành thư, Bây giờ là tình huống gì vậy? Lý Trịnh không nhịn được hướng Bùi Thanh thư hỏi. Huệ Thế cùng tiên tôn đi làm cái gì? Ta cũng không biết. Bùi thanh thư lắc đầu một cái, sau đó nhìn hướng bầu trời. Chẳng qua, hẳn là rất nhanh liền có thể biết thôi. Bong bong. Vừa lúc này, cái gọi là dị tượng chứng đạo sắp kết thúc. Trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một đạo âm thanh rung động to lớn, dường như là đem vạn pháp vạn đạo đều chấn động cho run run trong cùng một lúc truyền vào trong tai tất cả sinh linh trên sùng dương tinh. Có người cảm giác được sảng khoái tinh thần, cả người chợt tỉnh táo lại. Cũng có người cảm giác hoa mắt váng đầu, giống như là trong đầu gặp phải đả kích trầm trọng nào đó. Đây là thôi hằng ra tay. Hắn vận dụng một tia lực lượng tinh thần không đáng kể. Trong nháy mắt, liền tiến hành một lần lễ rửa tội thân hồn đối với tất cả sinh linh trên sùng dương tinh, để cho bọn họ không đến nỗi đắm chìm trong hoảng hốt và kinh hãi của dị tượng. Chẳng qua là bởi vì trạng thái tinh thần của mỗi sinh linh bất đồng, sinh ra cảm ứng cũng bất đồng mà thôi. Lợi lễ rửa tội thần hồn này là vô cùng tự nhiên, gần như không có bất kỳ vết tích nhân đạo, trực tiếp liền bị coi là bộ phận đặc thù của lần dị tượng chứng đạo này. Nhưng hai cái gã, thánh giả cao thủ tâm cùng với vệ thành lại mơ hồ cảm giác có cái gì đó không đúng. Đây cũng là do tôi hằng cố ý để cho bọn họ cảm giác ra được. Hai người này ngay lập tức liền ngừng cãi vã, không hẹn mà cung gần đầu nhìn về phía bầu trời, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh nghỉ bất định. Cùng lúc đó, ở trung ương dị tượng chứng đạo còn chưa kết thúc, bỗng nhiên điền sáng lên một đạo kim quang vô cùng sáng chói tiếp đó chiếu sáng thiên địa vạn vật. Đạo kim quang này tràn đầy khí thức thần thánh, trong bờ hồ còn có thể tự bên trong nghe được từng trận rồng gầm phảng phân là cùng một con cửu thiền thần long ẩn núp ở bên trong kim quang. Ngày sau đó, chỉ thêm một bóng người từ trong kim quang chậm rãi đi ra. Đây là một người tuổi trẻ, nhìn hơn 20 tuổi. Quanh người hắn quấn quanh chín con thần long màu vàng, đứng ở trên trời thật là cao, trông xuống phía bên dưới như là một tôn long thần chúa tể hết thảy. Hắn là thánh giả, nhưng kinh tức uy áp trên người lại mạnh hơn xa bất kỳ thánh giả nào. Thật là giống như là tồn tại đứng ở một tầng thứ khác cao hơn, chính là Huệ Thế. Ở trong nháy mắt khi cao thủ tâm cùng với thanh thế Huệ Thế, trong nội tâm không thể mà cùng sinh ra một cái cảm giác, cái tên vạn pháp quy nhất này chẳng lẽ là giả hay sao? Huệ Thế mang lại áp lực cho bọn họ thật sự là quá lớn. Đây căn bản là không giống như là một tên thánh giả vừa mới tấn thăng, quá mạnh. Hơn nữa, người này là ai? Tại sao không phải Lý Trinh? Đây là cường giả từ nơi nào nhô ra? hắn lúc nào thấy dùng dương tinh này vì sao lại ở lư lăng thành đột phá chứ vệ thành cùng cao thủ tâm lúc này đều trở nên đầu óc mơ hồ có chút không biết rõ tình huống người là ai vì sao ở chỗ này vệ thanh nhìn chăm chăm huệ thế trầm giọng hỏi mặc dù khi thế ủy áp trên người huệ thế vô cùng cường đại nhưng hắn vẫn không cho là mình sẽ yếu hơn đối phương thực lực mạnh yếu nếu như cũng không phải là chỉ mình ủy thế ủy áp như vậy chỉ cần không có tranh lệch cảnh giới trên bản chất, chỉ cần trong phương đều đạt thánh giả, liền không thể nghiền ép đối phương. Võ công triều thức, thần thông bí pháp, thanh bình bảo vật đều có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Vậy thế ở chính giữa trời cao, mắt nhìn xuống hai người, cũng không trả lời lời nói của vệ thanh. Ánh mắt của hắn quét ngang qua cao thủ tâm cùng với đám cương thi lịt nhà lịt nhít kia. Cuối cùng lại rơi vào trên người vệ thành, nhàn nhạt, nhạt nói. Ta phụ lệnh tiên sinh nên tìm hai vị kiểm chứng tu hành, xin hai vị toàn lực ứng phó, tránh cho bị tà đánh chết. Đối với hai người này, vậy thế cũng là làm ra phân biệt, Vệ thành có thể giết, cao thủ tâm thì là bắt sống. Mặc dù cao thủ tâm tới là giúp lý trình, nhưng mang theo nhiều cường thì tới đây như vậy, nhưng quan liền không giống như là người tốt lành gì hết, vẫn là trước mắt bắt đi tốt hơn. Vệ thành cũng cao thủ tâm, dù sao cũng đã thánh giả lâu năm, chú thể dùng dương tinh mấy ngàn năm rồi, làm sao chịu đựng được một người ngoại lai khiêu khích như vậy thật can đảm nhận lấy cái chết đi trên bầu trời mây nhạt gió nhẹ tôi hằng nhìn thoáng qua hai người phía dưới sau đó liền không để ý tới nữa ngược lại nhìn về phía dùng dương tinh thần đối diện mỉm cười nói lão tiên sinh chúng ta giảng một chút chuyện về tam đại tiên môn này đi không dám nhận không dám nhận thượng tiên chứ có gọi tiểu thần là tiên sinh dùng dương tinh thần cuống quýt hành lễ nói có thể vì thượng tiên nói rõ phải là vinh hạnh của tiểu thần rồi thượng tiên muốn tiểu thần nói từ đâu thánh giả cầu tử tiền môn cùng u minh thánh giáo đều tới rồi tôi hằng nhìn một chút phía nam mỉm cười nói liền tự ôn hoàng cung bắt đầu đi cái chiếc chìa khóa kỳ dị này chính đã phát hiện ở bên trong thánh binh ôn hoàng cung ôn hoàng cung à đây là một môn phái kỳ quái dùng tương tinh tinh thần lại là suy tư chốc lát Hướng Thôi Hằng giải thích nói, 12 vạn năm về trước, Ôn Hoàng Cung đến nơi đây. Thời đó, tinh thần còn chưa phải là ta, chuyện vô cùng xa xưa rồi, ta đã khó mà biết được rõ, xin thượng tiền thứ lỗi. Xong qua thời gian lâu dài, luôn có thể hiểu được một chút sự tình trước đây. Nghe nói, cái Ôn Hoàng Cung này, trước khi đi tới sùng Dương Tinh, vốn là chúa tể một phường đại giới, thánh giả đông đảo. Sau đó, chỗ đại giới bọn họ ở gặp kiếp nạn, mới bị ép di chuyển đến dùng dương tinh. Lúc đó dùng dương tinh chỉ có một vị thánh giả thôi, căn bản vô lực đối phó với ôn hoàng cung. Ở trong đoạn thời gian 12 vạn năm trước đến 9 vạn năm trước đó, Dùng dương tinh hoàn toàn là thiên hạ của ôn hoàng cung, không có bất kỳ thế lực có thể cùng bọn họ đánh đồng so sánh. Nhưng đổi rời theo thời gian, thánh giả ôn hoàng cung từng vị hết thọ tọa hóa, thánh giả mới lên cấp cũng dần dần giảm bớt, lại có thánh giả mới của thế lực khác xuất hiện, hệ thống thống trị của ôn hoàng cung cũng dần dần bị đánh vỡ từ đó về sau thế sự biến đổi ôn hoàng cung cũng trải qua mấy lần thăng trầm nhưng vẫn luôn tồn tại không giống rất nhiều truyền thừa cổ xưa ở sau khi thánh giả biến mất liền nhanh chóng xả rút dưới sự giải thích của sùng dương tinh thần tôi hàng dần dần biết tình huống ôn hoàng cung là thế nào hơn đơn nhân tiện biết thêm không ít chuyện về sùng dương tinh nếu như các bạn thấy câu chuyện này hay đừng quên bấm like đăng ký kênh ủng hộ tuấn anh nhé tuấn anh xin chân thành cảm ơn